Tiếp theo là hình quả trứng nè. Quả trứng nè. Bạn này ăn trứng ốp la. Đúng rồi, bạn ăn trứng ốp la bạn. Tiếp theo là dưa hấu. Ăn luôn cái vỏ. Tại cái vỏ nó cũng ngon. Tiếp theo là cái vỏ ăn thịt. Tiếp tục ăn thịt đúng không? Thịt trái tim. Bạn này thích ăn thịt quá. Tôm, nuôi được. Mình thích ăn mì tôm. Rồi, cho mì tôm. Rồi, bạn nào nhấn like. Bữa sau không có trái cây, không có cà phê, nước ép gì hết hả? Bữa sau mình làm, mình đi mua cho bạn. Rồi, đó. Bây giờ bỏ đồ ăn vô trong trong hộp đi. Để trong cái hộp đi. Bây giờ phân loại cho nè. Ba cái món đồ ăn vặt đẹp dễ thương nè, đẹp á. Được chưa? Có cả ăn chưa? Đóng nắp lại. Rồi, bây giờ là đã khuya rồi. Cho nên là mình không ăn nữa. No rồi, bây giờ đi ngủ nha. Bye bye. Bye bye.